sao Việt dù bầu bí vẫn chăm chỉ tập luyện, bầu thủy cực dẻo dai. Võ Hạ Trâm sắp sinh còn nâng tạ ở bầm. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Nhiều người thường nghĩ có em bé thì các mẹ bỉm sữa phải kiêng khem đủ thứ, đi lại từ tốn, nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh, đặt đâu ngồi đó. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Có không ít sao nữ với biết dù đang trong tình trạng bầu bí vẫn rất chăm chỉ luyện tập mâu thủy. Lấy ví dụ như mẹ bầu Mâu Thủy, ở giai đoạn bầu bí tháng thứ 6, cô chia sẻ rằng bản thân đã cộng thêm 10 cân, người đẹp vẫn duy trì việc đi bộ trên máy tập để rèn luyện sức khỏe, tăng độ bền và sự dẻo dai của cơ thể. Bên cạnh đó, nàng Á Hậu chia sẻ được bạn trai quan tâm, chăm sóc vô cùng chu đáo, tận tình từng bữa ăn giấc ngủ. Thậm chí, khi biết cô có em bé, nhiều bạn bè còn gửi cho mẹ bỉm 9x20 cân cam để tập bổ. Bởi lẽ, việc vận động trong khi có bầu giúp cho các mẹ bỉm thoải mái hơn về tinh thần, đồng thời tăng cường trao đổi chất và dễ dàng hơn khi lâm bồn. Võ Hạ Trâm. Mâu Thủy không phải người đẹp hiếm hoi trong Vbiz chăm tập luyện khi bầu bí. Trước đây khi mới sinh con đầu lòng, người hâm mộ thấy Võ Hạ Trâm cực kỳ tích cực vận động. Thậm chí, đến những tháng cuối thai kỳ, khi chuẩn bị đi sinh rồi, cô vẫn duy trì thói quen đến phòng gym hoặc luyện tập ở nhà. Cô thường xuyên chọn những bài tập nâng tạ để tác động trực tiếp vào các nhóm cơ. Cô chia sẻ rằng điều này giúp hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ, tăng cân mất kiểm soát vì mẹ bị phải nạp khá nhiều thực phẩm chất dinh dưỡng cao. Ngày nào không vận động, đổ mồ hôi, cô sẽ cảm thấy tinh thần uể oải, trì trệ. Nên dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, cô cũng sẽ dành ra ít nhất 30 đến 45 phút để tập gym với tạ hoặc dây kháng lực. Hồ Ngọc Hà. Từ trước đến nay, Hồ Ngọc Hà vốn trung thành với bộ môn yoga. Cô đã duy trì thói quen tập luyện suốt 10 năm nay và có thể nói là một trong những cao thủ trong bộ môn này. Nhờ duy trì tập yoga trong suốt quá trình mang thai Leon và Lisa mà cô giữ được vóc dáng thon gọn, chuẩn không cần chỉnh sau khi sinh. Người hâm mộ có thể thấy rằng đây là bí kíp cực hay giúp nữ hoàng giải trí ngày càng dẻo dai, khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn trong quá trình bầu bí. Nhờ vậy mà sau khi sinh, cô cũng nhanh chóng tìm lại hình thể quyến rũ, không bị quá áp lực về chuyện phì nhiêu quá đà. Diệp Lâm Anh. Vốn là một dancer cực kỳ mê vận động, nên trong lúc bầu bí, Diệp Lâm Anh làm sao có thể ngồi im một chỗ được. Theo cô chia sẻ thì trong quá trình bầu bé thứ hai, người đẹp đã tìm đến lớp học yoga để giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức đề kháng, trao đổi chất. Bảo sao mà sau khi sinh, chẳng mấy chốc mẹ bỉm đã lấy lại vóc dáng săn chắc, thon gọn, có cả cơ bụng số 11 bao người mê. Đồng Nhi. Hồi mang thai bé Winnie, Đông Nhi cũng theo đuổi bộ môn yoga. Nữ ca sĩ còn cho hay, nhờ chăm chỉ luyện tập mà cô chỉ lên có 8kg trong quá trình bầu bí. Bà xã ông Cao Thắng mê mẩn bộ môn này đến mức chỉ cần 2 tuần không tập là đã cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Ngoài kiểm soát được cân nặng, Đông Nhi còn cho hay yoga giúp cô giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và nhờ đó mà em bé cũng được phát triển một cách mạnh khỏe hơn. MC Phương Mai. MC Phương Mai từng khiến người hâm mộ phải bất ngờ vì dù đang mang thai vẫn thực hiện những động tác yoga vô cùng khó nhằn. Mẹ bỉm Phương Mai vẫn cân được nhiều tư thế khó như trồng cây chuối hay đu dây. Có lẽ vì đã quá điêu luyện trong bộ môn này nên dù bị chiếc bụng to tướng cản trở, Phương Mai vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tập luyện thể dục thể thao cực kỳ quan trọng đối với các mẹ bỉm sữa nhờ những lợi ích vô giá mà nó mang lại. Nên thiết nghĩ các chị em cũng nên học hỏi Sa Việt chăm chỉ tập luyện để không chỉ giữ dáng, mau chóng lấy lại hình thể săn chắc mà còn để có một tinh thần sảng khoái, thoải mái khi sinh em bé. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại 2 đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, so your style.